từ xa đã ngửi thấy mùi thơm trong căn bếp mua gì tất này rồi chị Trang ạ. Chị đang làm món gì mà thơm thế? Việc nhìn thế này mà không nhận ra đây là món gì à? Chả mực. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà món chả mực đến từ thương hiệu gì? Thì ngày hôm nay trong chương trình mua gì Tết này, ông Việt và Thu Trang sẽ giật mình cho quý vị. Nhìn miếng chả mực được chiên bên ngoài vàng ươm trông rất là hấp dẫn thì chắc chắn Việt đoán đây là món chả mực dã tay nổi tiếng chứ danh ở vùng đất Quảng Ninh, thương hiệu Thoan chả mực, đúng chị Trang? Rất chính xác ạ. Và theo như Thu Trang được biết thì những năm gần đây vào ngày Tết thì người dân bắt đầu xu hướng lựa chọn các mặt hàng thực phẩm ít béo và ít gây ngán. Và chả mực là một trong những món ăn khoái khẩu được mọi người ưa thích đấy ạ. Đúng là như vậy, chả mực có vị thơm ngon đặc biệt mà không loại chả nào bằng và nổi bật trong các thương hiệu tại đây chính là thương hiệu Thoan chả mực. Và chị Thu Trang có thể chia sẻ cho Âu Việt cũng như quý vị khán giả được biết là chả mực Thoan có gì đặc biệt mà lại nổi tiếng như vậy không ạ? Vâng, tôi rất là sẵn sàng rồi đây ạ. Anh Âu Việt hãy thưởng thức một miếng chả mực đi. Và trong lúc đó thì tôi sẽ mời anh cũng như là quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một đoạn video clip ngắn sau đây. Chả mực Thoan được làm từ nguyên liệu mực nang tươi 100%, được người dân lựa chọn khắt khe tại những vùng biển thuộc vịnh Bắc Bộ để đảm bảo chất lượng mực tốt nhất trước khi làm chả. Và điều làm nên tên tuổi của chả mực Thoan đó là sử dụng phương pháp giã truyền thống và nặn chả thủ công làm chả mực có độ dai giòn, kết hợp công thức riêng biệt để chả mực có hương vị thơm ngon rất đặc trưng. Chính điều này đã giúp thương hiệu chả mực Hạ Long vinh dự được lọt top 50 món ăn ngon nhất Việt Nam và top 100 món ăn ngon nhất châu Á. Dạ vâng, thưa quý vị, muốn làm ra những miếng chả mực ngon thì người làm chả phải thực sự rất tâm huyết. Từ khâu giã mực, tất cả phải giã bằng tay. Giã càng đều tay thì sẽ cho ra mẻ chả dai và mịn. Chiên chả trên chảo ngập dầu để miếng chả được thơm và giòn. Và sản phẩm của cơ sở này còn được Bộ Y tế kiểm nghiệm và chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt vào năm 2022, chả mực Thoan đạt chứng nhận top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng quốc gia và top 10 thương hiệu vàng do Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam trao tặng năm 2023. Vâng, ngoài chả mực thì thương hiệu Thoan còn có đa dạng các sản phẩm như là chả cua, cá thu một nắng, súp tôm với giá cả phải chăng, hương vị thơm ngon và trong dịp Tết này, gia đình nào là tín đồ của hải sản thì sẽ rất là thích ạ. Và để mua được các sản phẩm đến từ cơ sở Thoan chả mực, quý vị hãy nhanh tay nhấc máy gọi đến số hotline 0912-045-705 hoặc 020-3362-7219. Và để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị có thể tham khảo qua website thoanchamực.vn hoặc đến những nơi phân phối chính hãng của thương hiệu chả mực Thoan để lựa chọn sản phẩm cho mâm cơm ngày Tết của gia đình mình, quý vị nhé. Vâng, qua những thông tin vừa rồi mà Thu Trang và Âu Việt mang đến thì hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị khán giả có thêm thông tin bổ ích để lựa chọn mua sắm thực phẩm trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.